Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho các bạn cách xóa tin nhắn trên Messenger, một lần có thể xóa được rất là nhiều tin nhắn và sử dụng trên điện thoại Android nha các bạn. Trên kênh Phạm Tâm Vlog cũng từng chia sẻ cách xóa này, nhưng hiện tại có chút thay đổi nên mình chia sẻ lại cho các bạn để dễ dàng sử dụng. Bây giờ mình bắt đầu ha. Bây giờ các bạn sẽ vào cửa hàng CS Lite, tải giùm mình ứng dụng này. Delete Messenger rồi cài đặt về máy. Và đây là ứng dụng vừa tải nghe các bạn. Bây giờ mở nó lên. Các bạn sẽ chọn là Login with Facebook. Các bạn sẽ đăng nhập tài khoản Messenger của mình vào đây. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như các bạn đang thấy. Bạn sẽ chọn ô đầu tiên này. Rồi đợi một tí. Do ứng dụng miễn phí nên có quảng cáo nghe các bạn. Rồi, đây là số lượng tổng tin nhắn nha các bạn, 54. Các bạn muốn xóa cuộc trò chuyện nào thì chỉ việc tích vào cái ô vuông ở đây. Mình sẽ chọn 4 cuộc trò chuyện. Sau khi chọn tin nhắn xong rồi, các bạn chọn Delete Conversation. Các bạn đợi một tí ha. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn chữ Back ở đây. Các bạn sẽ chọn ô đầu tiên này để về cái giao diện tất cả các tin nhắn của mình. Hiện tại còn là 50, mình đã xóa được 4 rồi nghe các bạn. Bây giờ các bạn tiếp tục muốn xóa tin nhắn nào thì tích vào ô vuông và thao tác y như mình lúc nãy là ok. Vậy là xong nghe các bạn. Rồi, mình cũng lưu ý các bạn không nên sử dụng nhiều ứng dụng này. Vì nó là bên thứ ba nên phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tài khoản Facebook của các bạn. Sau khi các bạn xóa tin nhắn rồi thì các bạn cũng gỡ ứng dụng này luôn. Đến lần sau các bạn muốn xóa tin nhắn thì các bạn sẽ tải lại nha các bạn. Rồi, mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.